BCS Đôn Dên. Bây giờ BCS là Đá nhầm vô rộng nha. Hello mọi người, thì bữa nay mình mới có một cái ý tưởng đó mọi người, mình sẽ cho bà hết hồn luôn mọi người. Rồi, đấy rồi. Thì cái ý tưởng của mình là kiểu mình sẽ ngồi mình đặt một số đồ chơi của tình yêu về để cho bà đấy, coi bà phản ứng như thế nào khi mà nghe mình mà đặt mua những cái thứ đó về để mà sử dụng nha mọi người. Đấy, những thứ đó là thứ gì thì mọi người hãy xem hết video đi rồi mọi người sẽ biết nha. Ok, vô. A few moments later. Hello. À đúng rồi anh. Ừ, hồi nãy mới đặt á. Thì hồi nãy là anh đặt là một cái BCS Đôn Dên. BCS Đôn Dên. Hả? Mà Đôn Dên loại Mỹ Đen đó nha anh. Dạ, khúc giữa là nó cũng phải có cái chế độ gung nữa nha. Đó. Với một cái BCS gai á, mà anh thấy cái loại mà gai càng nhiều càng tốt nha em. Gai như xương gồng luôn cũng được nữa. Dạ. Đúng rồi. Dạ, cái BCS mà mỏng mỏng thôi, vừa vừa thôi. Để gai nhiều là được à. Với một cái đuôi mèo á, để nhét vô á anh. Những đuôi giả á. Ồ, đó hả? Như lấy ăn ba cái vòng mà ba cái vòng gâu rồng. Trời ơi, vậy mình chớm đã. Dứa anh lấy cho em một cái hộp BCS loại bi á, mà 7 bi, mà bi mà dạng như bi mà bắn bi á, bắn tay hút gì nè. 7 bi á. Từ từ. Rồi rồi, chỉ hồi nãy em nhắn tin với anh rồi. Rồi rồi. Cái gì bà nội? Đặt gì vậy? BCS là con cua sấu hay là gì? Anh làm món quà cho em. Không nha. Đặt cái gì vậy? Đặt gì nói nghe thôi. Đồ chơi của hai đứa mình. BCS là con cua sấu không? Mày gì đặt gì ngồi vậy? Rồi nhét cái đuôi mèo làm gì, nhét vô gì, không nhét đâu nha. Không à. Thì mà cái đó làm gì? Thì cái Đôn Dên là cho nó bự ra thêm. Chứ gì? Em không phải người nước ngoài đâu. Mà em biết dùng bự ra nó mới khích. Bự thì sao? Mớ lỡ thằng khác nhỏ hơn rồi sao được? What? Ủa thằng khác? Không, em chỉ dụ gì đó, chỉ dụ gì đó. Khủng quá thì sao? Khủng quá tào lao, quỷ đi trời. Nó lo mình làm mà không thấy. Nó lo mình làm một lần. Nó giả ra luôn chứ một lần cái gì? Cái rồi đẻ xong nó còn giả. Thôi bà đi. Ừ, cái đó là anh mua phòng hầu trước để mốt em. Thôi, đi còn lâu lắm, chừng nào đó thì tính. Biết đâu mà quỷ đi trời. Biết đâu mình làm vậy, mốt nó bự ra cái đẻ dễ. Ủa ai nói vậy? Không, hiện tại mấy bạn nói. Người đặt cái gì vậy? Đặt cái gì vậy, nói nghe ai? Cái Đôn Dên. Đôn Dên là gì? Với cái gai, càng nhiều gai càng tốt. Cho nó chảy máu luôn á gì? Cái này nó sập như silicon má ơi. Thôi đi. Nghĩ sao vậy trời? Cái chỗ là cái chỗ nhạy cảm mà đòi gai nhiều. Nhạy cảm gai nhiều nó mới cọ. Quỷ lẹ lên trời. Khùng quá à, mấy thằng đó nói là mày không mà không sử dụng mấy đó là vợ nó bỏ mày luôn. Anh sử dụng đi em bỏ anh luôn. Trời sử dụng cái phơi phái. Thôi đi trời. Không có giỡn nghe chưa? Giỡn gì? Người đặt cái đuôi chi vậy, em có xài cái đuôi đâu. Đừng nghĩ đã lắm. Ôi mệt quá chi vậy, liên quan gì? Mua bộ đồ. Không nha. Có nữa. Không. Ủa đồ con thỏ sao nhét cái đuôi mèo vô? Thì khui lỗ nhét vô. Không. Thì mất đi lúc. Trời em mặc bộ đó là sexy nhẹ lắm. Không nghe. Vì xài của đâu chịu nổi. Có nhét vô một tay cây. Không. Ủa vậy lên. Đúng rồi, im chứ. Nghĩ sao đặt ba cái tào lao. Hết đặt cần câu dây nhợ mồi nhái ba ớt nương gì tới giờ tới này. Cái đó là không bao giờ anh đặt đồ cho em mặc. Anh đặt vàng đồ hay là đặt trang sức hay là dòng vàng túi giày dép rồi xa son gì cho em chưa? Anh đặt mấy cái tào lao, anh đặt mấy cái không cần thiết tới không à. Tại sao những dụng cụ em xài thì anh không đặt? Quần áo đi, mua cho em mặc đi chơi, giày dép mang đi chơi, đồ bông vàng đem cho có với người ta đồ.
son môi rồi phấn cây ra rồi các kiểu dầu thơm xịt đồ đó anh không đặt, anh đặt cái này ai thấy ai xài được, người ta không có thấy anh mua những cái thứ mà em xài được, em đi ra đường cho người ta thấy, người ta biết là anh mua cho em, còn anh mua cái này không có ai biết anh mua cho em hết trơn á. Anh mua cho em xài luôn á? Không thì em nói là em hưởng không chứ anh có hưởng gì nhiều đâu. Nhưng mà em không có thích chứ trời, sao mua mấy cái tao lao thả anh mua em một con giả thì còn được chứ mua đơn lên chi vậy. Thôi. Không, em thấy cái kia nó có gung cổ này nó có gung luôn. Không. Thôi nó chơi nó chứ đừng có đặt trời. Thôi, đặt rồi. Tốn tiền mua bắt cái thằng nào. Thì bây giờ ổng mới điện anh là ổng mới kiểu gì chốt đơn thôi, ổng chưa có gửi, nhưng mà ổng mới đi gửi thì bây giờ hủy đi. Mình đặt rồi mà mình không lấy là người ta nói dân chơi nữa mùa. Thì bây giờ anh nói Phan ha, gửi đi em lựa mẫu khác. Thôi. Xong mình lên shop đặt rồi. Cái đó là mẫu em nhất rồi. Không. Cái nhất là cái hộp bi ha, mà bi một ngón tay nè, mà nó bảy bi nó vòng vòng nè. Xong rồi hả, em lấy cái đó em nhét vô trái dưa leo rồi xong em sọt anh nha. Bả sọt em bậy bạ gì, thử anh chịu nổi không, em là con người chứ không phải con chó đâu, mình làm gì ngộ vậy. Thôi con chó sao nó làm nghe được. Không có giỡn nha. Ý là xài gì của nào chịu nổi. Trời xài rồi, cái phơi luôn, phái luôn. Sao anh biết? Sao mai biết tôi sao phái? Ủa anh xài cho khác cái gì rồi mà anh biết? Thì mấy bạn nó nói. Đặt cái gì mà biến thái vậy? Mấy bạn mà biến thái vậy? Mấy bạn là vậy? Nói là thằng nào? Anh chứ thằng nào nói em nghe. Dụng cụ em ép vợ nó. Cái đó là dụng cụ để phục vụ vợ. Vợ làm đâu phái không chết. Chơi đó mấy đeo cái đó đang đi chơi gái chứ vợ gì? Mấy đâu đang chơi gái. Không. Cái đó là người sử dụng nhiều lần đi chơi gái đem về sao chơi được. Nói không có xài cái đó nha. Mua về cho em để cho anh đóng gông luôn đó. Mua về thấy đại cũng xài à? Không. Xài rồi phái người mốt. Sao biết phái, sao biết phái? Tại mấy nó nói. Không à. Mấy mới nói là muốn vợ kiểu như phục vụ vợ phải sử dụng. Không cần như bình thường là được rồi. Bây giờ anh chỉ việc cơm bưng nước gót, sáng nấu cơm, lúc em ăn rồi giặt đồ, phơi đồ, lau nhà, quét nhà, rửa chén, rửa con, đưa con đi học, đưa con về, tắm rửa theo áo các kiểu, lúc cơm ăn được rồi. Bao nhiêu đó là phục vụ là em thấy vui rồi, không cần phục vụ cái vụ đó đâu. Thôi cái đó là cái chuyện trong nhà, còn cái không, chuyện vợ chồng là em thấy vui rồi đó. Thì vợ chồng như cứ sinh hoạt như bình thường như là được rồi đó. Vậy mấy không nóng tình cảm. Không. Đúng không? Lâu lâu mình mới sử dụng một lần thôi, không nóng tình cảm. Muốn không nóng tình cảm phải không? Vì mới mốt đó em đốt cái lò lửa em để dưới đó, giống như lúc em nằm lửa vậy, xong em nhanh lên trên đó đó. Khủng sao à? Anh nó cũng không có ai mà biến thái như anh chứ á. Đặt cái đồ tụi lao mấy thằng đó nó sử dụng rồi, nó vợ phải em anh đặt đâu TikTok nó Shopee đưa đem lên quỷ hoàng trên Google. Có vụ Google luôn. Chứ cái này trên Shopee mua gì, Shopee là trên Google. Thôi đi em không có xài nữa nha. Xài thử lần nữa. Không có thử rồi ghiền hay sao. Thôi. Thôi. Thôi quỷ đi. Không nhưng mà xài không có được, xài sao mà chịu nổi. Thì lần đầu thì nó phải lạ rồi, mới lần sau nó mới... Thôi đau lắm, người ta nói đau lắm. Đau. Mà không giữ sử dụng đi. Không, người ta nói thì em cũng nghe người ta nói như anh thôi, em cũng nghe mấy đứa kia nói như anh thôi. Còn vậy là có đứa nào... Thì vợ của mấy đứa bạn em nó nói vậy đó. À, nó đau lắm gì đó, được chưa? Ra là mày. Gửi mấy thằng bạn anh nó cũng nói dắt đó. Thì đau cũng đậu hả? Không, đau hoài luôn. Tại ai kia mình không bảo á chị. Không. Ủa chứ chơi gì chơi vừa anh đùa chơi gì vừa từ từ quen không bảo không lỡ nói chưa người ta chưa có đóng hàng thì dẹp giùm cái đi, mệt của em nó thiệt đó. Anh là phái nhất là cái đuôi á vậy thì anh đặt cái đuôi thôi, anh dẹp mấy cái kia đi xong về em nhét anh hỏi à gì mấy em nói không đó. Để anh đặt cái bộ đồ cho em. Bộ đồ gì? Bộ đồ con thỏ có cái đuôi, nhét đuôi mèo vô vô lý là con mèo. Thôi mệt quá bây giờ quỷ cái đó đi. Thôi. Lấy về để mọc râu luôn nghe, đừng xài nha. Thế này cũng lấy em coi à. Thì em coi nhưng em đâu có xài rồi, em tò mò ra là cái đó sao đó giờ chưa thấy mà. Em ra anh đem ra trước mặt em lại thế này cũng tò mò cái thấy cũng lý dũng à. Không nha. Đau lắm nha. Không đau. Em nghe nói là đau lắm thiệt. Mấy con nó nhìn sủng mà. Không nhưng mà em nghe mấy đứa kia nói đau thiệt. Đau. Không. Đau đâu. Oh, đi. Vậy chứ tại sao mấy nhỏ Việt Nam lấy chồng Mỹ đó từ từ nó cũng quen thôi, cái cống nào nó không ấy đâu, không giảng đâu. Đâu có trong gia đình của người ta đâu có biết được, ví dụ như tháng ta được có một lần rồi sao biết được. Trời ơi,
thì biết đâu người ta bự, tước người ta qua hậu, còn tước em chút ép à, em có 1 mét mấy à, còn người ta 2 mét luôn, sao mà so với người ta được? Không được, không có đâu mà là... mà biết đâu mấy người Mỹ đó nó nhỏ xíu hay sao? Không có người Mỹ nào nhỏ chứ nha. Sao biết được? Thì cũng có người Mỹ này Mỹ kia chứ, Mỹ nào cũng chà bá sao? Mỹ lúc nào cũng khủng vậy á. Thôi đi. Ê, xả thử. Thử. Nó thiệt ca, quỷ là quỷ nha. Thôi. Làm rồi biết à? Đau. Cái gì mình cũng phải thử. Thử chi ba thử đó, ba tốn tiền, lỡ gì mình mốt bánh mua nữa tốn tiền. Đâu đó xài hoài luôn. Xài hoài sao xài được? Xài rồi mình giặt rồi đem ra trước thôi. À, hay quá à, ra ngoài xào cho tao thấy cái gì? Hả? Thôi. Cái gì đâu? Xào không biết thôi quỷ đi. Thôi, xài thử đi. Thôi nha. Bị mỏng. Thôi nha. Quỷ đi nha. Lại lại rồi. Thì quỷ, bây giờ ông chưa ra mà nhắn còn quỷ được chứ bộ. Lên đơn rồi. Lên đơn gì? Nói điện nãy là nó chốt rồi đó. Vậy thôi bơm hàng. Thôi sao bơm được. Sao không? Bơm hàng mới đăng. Cũng không vô hỏng em mà anh ơi. Nuốt đi không sao đâu. Tiêu quỷ đi mà. Mày đừng nói nhiều quá làm chi. Tiêu quỷ hả? Thử đi. Đúng em nhỏ nhỏ như làm cái tét tét luôn. Bởi gì đó trời. Kiếm vợ khác cái gì xong rồi không, cho nó giãn xong rồi chát chơi kiếm vợ khác kiếm con khác ngon hơn cái gì xong rồi mong mốt hết cái đó rồi hả, cái này nó nhỏ xíu rồi đút vô xong rồi vừa thì xong rồi xài cái kia bự ra rồi cái này nhỏ xíu đút vô xong vừa đã lâu lâu xài lần chứ không phải xài thôi, đâu một lần rồi nó giãn rồi lâu lâu mình không nắm được đưa đem quỷ cho thôi. Nếu mà anh ngại thì đưa đem quỷ cho thôi. Bây giờ anh còn chổng nha. Luôn vô. Ăn miếng xài nè. Đưa đây. Thôi không có hủy được. Đặt gọi đặt cái thuốc gọi sao không hủy. Đâu phải đặt tóc đâu mà hủy. Sao thì ông điện đó nó, anh khoan nó gửi đi. Em đặt thêm cái gì đó thì đi đấy. Đặt thêm mà đặt thêm gì. Thì nói vậy dụ người ta cho người ta đừng có gửi đặt thêm gì. Thì ý là mình từng trói khéo đó. Thôi lỡ đặt rồi xài thử. Đã nói thử là thiệt đi chứ thử gì à. Mất công mua lỡ đi người mất công mua nữa tốn tiền. Không có mua. Thôi. Một mua lại xài lâu. Xài lâu gì em mấy giờ chặt đi người. Mua chứng vô rồi. Quỷ. Không mua cô đi. Thôi cô có lợi mua chi. Quỷ. Thôi thử nha. Gì? Đặt rồi. Mốt chào thử. Thề chứ không thử. Phá quỷ đi. Xào xào. Báo. Thôi đứa nào xài mà kể em đi. Vậy chứ đứa nào xài mà kể em vậy? Thì mấy con bạn anh á. Thì mấy con bạn em á. Thì là mấy đứa vợ của mấy con bạn anh á. Ừ. Im không? Không nói im. Không, tao. Tao. Tê. Tao đã phần trọng xài hoài. Bị ép buộc. Ép buộc gì? Không phái luôn sợ. Thầy thử nghe thầy phái này. Nói thiệt thì thử gì vậy. Thôi quỷ đi. Được lắm. Đau. 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 Mình nghe nó đau lắm. Đau đâu đáng. Đó là mốt săn đớ nữa, nó gọng đinh rồi. Vậy chừng nào mua đi, tao đẻ thì tính. Thôi bây giờ làm nhìn dàng đi. Cái đó có gì đổi xa khác à. Chịu chịu gì đó đó đặt rồi á thì sử dụng nè. Vậy sao nãy giờ anh kêu anh quỷ không quỷ mà anh hỏi hoài vậy? Sử dụng không? Không mà mua giờ là sử dụng nè. Không có là cũng sử dụng giờ nó không thì sao không quỷ vậy? Không mà mua giờ cũng sử dụng phải không chứ sao còn gì đi đó. Vậy để chốt đi. Ủa là nãy giờ chưa chốt hả? Ừ. Thôi vậy rồi. Ê, em chịu rồi gặp không. Phái mà ngại. Không thì, thì lỡ ý em nói là lỡ mua rồi thôi. Còn không phái mà ngại. Trời ơi trời. Phái. Ý em là lỡ mua rồi thì xài cũng mua rồi thôi. 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 Muốn thử gì chứ? Chị mua cái đồ gì vậy? Chịu thiệt, mà không chịu thiệt, thử hoài. Trời luôn à.
có gì. Một cái gai ha. Thôi. Gai hai gai là mấy hộp sò. Gì? Mấy hộp sò. Gì? Mấy hộp sò lớn nè. Cái gì nữa? Có cái dòng lớn mà bảy hộp sò lớn mà. Bảy viên ngọc rồng hả? Ừ. Được. Không. Không phải không nghĩ em. Rồi, thầy nó bình thường thôi. Bình thường được rồi, đủ rồi. Thôi, bình thường nó không có cảm giác mạnh. Được rồi, mạnh được rồi. Nhiều đó được rồi. Thử đi. Thôi. Điềm lắm. Thôi không đi. Có nhau. Hiểu không? Thôi, mất công hắn lột tủ tưởng còn chơi đó nữa. Mày giấu với ai để đâu rồi, vừa khơi khơi ở ngoài vậy. Chứ b*** của anh nó thuốc của nó đó, thuốc của anh đó. Để em nói vậy. Để em nó thuốc cho vậy vậy. Để tủ luôn nhớ. Thôi, nó không thiệt mà. Đặt cái gai thôi, khỏi luôn nhớ. Thôi, không đặt gì cho nó như bình thường đi. Đặt cái gai thôi. Ngon. Gai nó hơi bự chứ mà. Thôi mệt quá à. Nãy giờ dọn nhanh á. Không đặt đâu. Mày có đặt chiếc xài đó không? Không. Thiệt. Cái này em đau thiệt á. Em đau thiệt á. Chưa xài sao biết. Em đặt trên group á. Trong mấy group á. Còn vô group đó chị ạ? Không phải mấy group mà kiểu làm đẹp phụ nữ này kia thôi à. Ủa làm đẹp phụ nữ liên quan gì tới đó? Có sao không? Nhẹp. Không rồi. Để em bắt cho anh coi. Kiểu nói chung là này kia kia nọ cũng lum la. Thiệt. Mà sẽ thử đi. Không. Mua thử cái thôi. Thôi đừng có nói nhiều mà. Em bị động lòng, siêu lòng. Chị mua vậy? Để mua thử cái thôi. Mua cây gai thôi. Hai bảy hộp tròn rồi đó. Úc vào phun ra mới được. Hả? Phun luôn á. Đậu chân luôn. Có chế độ luôn hả? Chưa? Không. Nghĩ rõ. Nghĩ rõ. Đi mua đôi thỏi vậy hả? Nó mềm quá. Cái chơi á. Nhưng sao? Ôi xài vừa xài. Tụ lao quá à. Vô thử cái nhà. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Ok mọi người, sao mà bà nói bà không chịu mà theo nhìn thấy cái mặt bà khoái khoái thì sao mọi người? Không biết là mấy đứa bạn bà có xài thiệt không nữa. Mà nghe nói sao mà thấy giống như tìm hiểu rồi quá vậy. Đấy. Ok thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì để mình là giờ đặt về xài thử coi sao. Ok. Thì mình cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Mọi người xem thấy hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye bye.